và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình tổ chức khai mạc hội chợ triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, sản phẩm Việt Gáp, OCOP và phiên chợ khuyến mại năm 2022. Với quy mô hơn 200 gian hàng của 165 đơn vị, có 28 gian hàng của 13 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, trưng bày đa dạng các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp như nông sản sạch, thực phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, máy móc thiết bị phục vụ nuôi trồng và chế biến nông sản, các mặt hàng tiêu dùng, gia dụng, thủ công mỹ nghệ. Tại hội chợ lần này, đặc biệt là có 45 gian hàng của bên Sở Khoa học Công nghệ là giới thiệu các cái công nghệ mới để phục vụ cho công nghệ chế biến nuôi trồng nông lâm thủy sản. Cái hội chợ này thì cũng giới thiệu một số sản phẩm hàng Việt chất lượng cao đến người tiêu dùng trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng cái nhu cầu của người dân trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12, triển lãm nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, giúp đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, góp phần khôi phục và phát triển sản xuất sau đại dịch COVID-19, tạo được chuỗi liên kết cung ứng, lưu thông hàng hóa an toàn, chất lượng và ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.